sai trường rồi này. Dạ chưa? Con luôn ha. Đây đây đó, to 41 nha. Đây. Đây đây. Dạ Thiên Nhân xin kính chào bà con. Hôm nay Thiên Nhân sẽ đi với quán mới nè cả nhà. Mình đi với ông anh đi lên trên cái quán mới mình ăn thử nha cả nhà. Đây hai anh em đi lên trên. Gì? Dạ quán gì anh ơi? Quán gì? Thủy Tiên hả? Quán Thủy Tiên. Ủa, quán gì cả nhà? Cà phê, trà sữa. Cà phê, trà sữa cả nhà. Này mình đi lên quán mới cũng mới khai trương. Hôm nay mình đi lên mua đồ về. Nên mình xem thử cả nhà, đây là cảnh chợ của chợ Cầu Trắng, xã Tân Long, huyện Cần Giờ cả nhà. Quán mới để mình vô quán mới mình ăn thử rồi nha. Trà sữa giải khát. Nhà thấy. Ô cái nhà này đây là hướng chợ Cầu Trắng mình rồi. Trà sữa, quán Thủy Tiên, quán mới khai trương. Đây là cái nhà lòng nữa nè. Vô ngồi trong đi. Rồi. Mình vô tới quán. Quán mới khai trương rồi nha. Để quá nhiều quán gì cơ? Quán bún gì? Bún mọc. Bún mọc cơ. Dạ. Quán bún mọc. Bún mọc. Bún mọc Thủy Tiên rồi đây. Cũng lịch sử mình thấy cái nhà này YouTube bún mọc Thủy Tiên. Cái nhà thấy cũng có lên lầu nữa. Lầu rồi nha. Dạ Thiện Nhân Bốn Phương. Ồ, cà phê luôn, chè tươi, trà sữa luôn. Ăn ngon dữ không? Dữ dội không? Ngon. Ngon lắm hả? Bún mọc. Bún mọc. Rồi, Thiện Nhân cũng mời cả nhà vào tiệm mới khai trương nha. Tiệm mới khai trương cả nhà. Ăn bún mọc coi. Bún khoai đá phải không? Bún khoai đá, bún gì? Rồi, cà phê luôn cũng được. Miễn đường nữa không? Miễn đường. Cho 2 ly phi đá nhưng 1 ly không được. Đây là ông anh nha, ông này là ông sĩ ở địa phương. Cảm ơn anh. Sức khỏe, không đồng. Không được đón.
đây có đường đi không? Dạ. Dạ đây em tô nữa nha chị. Mời cả nhà nha. Uống cà phê cũng được nhưng mà thêm mấy vụ khác thì ngọt lắm. Trong mà dân này tháp phá này đó, chỗ khác thì càng ngọt lắm mà cà phê không được. Đổ gì em biết. Mấy này ăn rau phải đúng sách nên không đi. Anh cho nước chấm nữa mới được con ơi. Đó, có bún mọc ở nhà này. Đây. Đây đây. Chanh. Cũng thấy ớt. Đi không mà gấp, đi gấp chỗ khác. Lộn xộn mà. Lộn xộn. Lộn xộn quá thôi, ăn thử đi ha. Có ngon không? Giờ thấy thì nó sạch sẽ rồi, nó trắng nó to thì thấy cũng được rồi. Cái vậy đi mắm. Rồi thử thưởng thức coi sao nó. Sao cảm giác sao? Cũng dễ thì trẻ ngồi á, nhưng còn từ từ tới bún rồi tới nước rồi cuối cùng mới kết luận được chứ bây giờ mới có nhập đề rồi sao rồi đánh giá được không? Người dân thì phải có ba phần mới được. Bún mọc nha cả nhà. Dạ thôi chị Nhân cũng xin kính mời cả nhà mình dùng bún mọc với mấy anh em thị dân nha. Dạ. Bún mọc. Cà phê cả nhà. Thì nhân mời cả nhà mình dùng cà phê nha. Cà phê quán mới tay đưa này nha. Ăn bún này ăn thêm cái phần rau này giống anh phở quá. Bún sò nhuyễn. Bún sò nhuyễn á. Thật nhiều. Chấm mắm mặn không? Chấm trong. Chấm mặn. Chấm trong. Tôi thì ăn lạc quen rồi mà cái này thấy lạc nó không phải mặn như mấy nước súp cát thì thấy dưới dưới rồi thấy cũng được mừng được cái chỗ đó. Rồi tôi nãy thì cũng như tôm có người vậy kim của nó thì cứ ra. Đây là bữa trường chúng anh thịt trẻ. Đây thì Nhân chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi vô tiệm mới khai trương ăn bún mọc nha. Đây là bún bún mọc. Đây là món bún mọc nha cả nhà. Món bún sợ rất là nhuyễn luôn. Và rau thì có ngò này kia rồi cũng rau bình thường, rau thơm bình thường. Giá cũng có rau thơm bình thường. Dùng mà món bún mọc. Chấm thì mắm. Ngay dưới cái mắm.
bún thì nước mắm, ẩm lẽ bún ăn nước tương. Tương mà, tương mà. Tương. Mắm tôm nè cả nhà, đây là mắm tôm luôn. Rồi đây là chanh ớt, chanh ớt luôn nha. Rồi đây là chanh, chanh. Có giò viên không gì nè, viên không gì nè. Dạ thôi chị Nhân mời cả nhà mình dùng bún với lại mình nha. Chị Nhân cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đồng hành cùng chị Nhân vào cũng mới, cũng mới khai trương bún mọc. Đây mình sẽ thưởng thức bún mọc cả nhà. Chị Nhân cũng mời cả nhà mình dùng bún mọc với chị Nhân. Cảm ơn. Đây là ông anh anh kia em thấy cũng có mùi tâm vị của nó chứ không có mùi đặc trưng của nhiều mỡ béo thầy đến tuổi ăn thầy không bị béo thầy. Ông cũng nhỏ mà ông nhắc mà ông trợ béo vậy. Ngon không anh? Rất ngon. Đây là nhà thấy mình rất là hợp đẹp. Món bún mọc này cũng ngon, cũng ngon. Ngon. Món thanh cũng ngọt quá. Không có hơi mặn quá, chế độ. Ăn tô cũng ăn tô được. Nhạc trả tiền nó nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phê chứ. Nó hơi đắng của cái vị bắp đó nhiều. Cho tính điện lại đi. Tứ tiền 50 thì kìa. Cho tính điện được không? Dạ chưa. Vâng luôn ha. Để ăn rồi có cái chị bên đó chị trả tiền dùm cho cả nhà mình luôn cả nhà. Để mình lên tham quan ở trên cái cả nhà để quảng cáo cho cả nhà xem luôn lên. Thôi ngồi anh ơi. Đây lên lầu luôn nè. Rồi. Rồi lên lầu luôn. Bước thang luôn cả nhà ơi. Rồi. Rồi. Đây lên lầu luôn. Quá đẹp hay tôi. Sao? Trời ơi, mấy cái cửa mát thoáng mát luôn. Rồi, lên lầu lên luôn. Lên luôn cả nhà. Đây. Quá làm đẹp luôn. Mọi từng bậc thang bước lên cả nhà thấy. Quá chừng luôn. À, dữ dội luôn. Wow. Dạ cảm ơn chú Sáu. Trời ơi, lộng lẫy luôn. Bàn ghế được chuẩn bị trên này dữ dội luôn. Màn nữa hay chú Sáu anh có. Thiết kế. Kéo luôn ngay cả nhà đó thấy coi cả nhà thấy thiết kế mái che. Đó. Thiết kế mái che cả nhà. Mắc rồi luôn. Dạ đây là quán mới, quán bún mọc Thủy Tiên. Mới khai trương cả nhà. Dạ Thiên Nhân cũng có dùng rất là ok luôn. Dạ Thiên Nhân cũng mời cả nhà vào trung tâm chợ để mình chiêm ngưỡng cảnh chợ, là mình lên lầu luôn nè cả nhà. Đó, lên lầu để mình uống cà phê, mình ăn sáng, ăn bún mọc. Rồi cả nhà thấy đó, mát luôn. Đây mình có thể mình nhìn xuống chợ nữa nha. Đó. Đây chợ. Đây là chú Sám, chú chủ tiệm mới khai trương nha. Rồi. Chú mới khai trương tiệm luôn. Quá trời luôn. Rồi, chú Sáu. Rồi đây là cảnh chợ cả nhà thấy. Nhìn thấy quá trời luôn mà. Rồi. Chợ Cầu Trắng xã Tân Long rồi cả nhà. Rồi đây là phải chuẩn bị là chợ đêm về luôn rồi. Đây rất là vui luôn cả nhà. Đây người ta cất nhà đồ lên là nhiều lắm. Dạ con cũng chúc cho chú Sáu nhiều khách hàng yêu thương nha chú Sáu. Quá trời luôn rồi, đã luôn rồi, quán của chú Sáu rồi, quá trời luôn. Thôi lên lầu nè cả nhà thấy. Đó, cả nhà thấy đó.
đây là mình nhìn dưới nè cả nhà thấy. Đó. Rồi đây chú Sáu. Mình luôn đây là cạnh chợ. Đây là hướng này, hướng chợ, chợ rất là vui luôn. Đông lắm cả nhà. Ở trên này quá trời luôn, rộng quá trời, bằng ghế, bằng chất lượng, bằng ghế cây không cả nhà, cái cây nó mới khai trương chuẩn bị này có số rồi. Mấy ghế dàn ghế cũng rất là hấp dẫn rồi cả nhà. Đó. Mấy ghế này ngồi chắc im lưng lắm. Nhà nhìn thấy ghế không? Rồi. Bò vô ngồi im lưng, khách hàng im lưng. Uống cà phê rồi, ăn sáng. Rồi con cảm ơn chú Sáp nhiều. À, đây là cái đường đi xuống nữa nhà thấy cũng làm kiến cường lực. Kiến cường lực không. Cả nhà nhìn thấy bên đó là cái cầu xe chạy bên đó luôn, cả nhà thấy đó. Đây là bắt đầu đi xuống rồi nhà đó. Có lan can Hải Hội luôn, lan can rất là ok luôn, đẹp luôn. Rồi. Dạ thôi, đoạn clip đến đây Thiện Nhân xin tạm dừng cả nhà. Thôi mình cũng đã quay review cái quán mới khai trương cả nhà. Dạ, Thiện Nhân cũng không quên mời cả nhà vào trung tâm chợ để mình thưởng thức những món ăn bún, cà phê, trà sữa, quán Thủy Tiên, quán khai trương rồi cả nhà. Rồi. Dạ, hẹn gặp lại cả nhà những đoạn clip tiếp theo. Thiện Nhân sẽ làm trung thực và hấp dẫn, mạnh mẽ hơn và vui vẻ hơn cho cả nhà mình cùng xem. Dạ thôi, xin chào tạm biệt cả nhà nha.